Mọi người có cái chân tâm thường trú, vậy mà không gặp là tại con người bị bất giác, bị vô minh, nó che lấp, nó hoành hành đó. Ta nào cái này phải tư duy. Là biết Phật là thường trụ, Pháp là thường trụ. Chữ Pháp ở đây là chỉ cho cái Pháp tánh, cái tánh thanh tịnh của vị ảnh Pháp, cái đó thường trụ. Ví dụ như cái bông này nè, hai ba cái đứa bông này nè, tự tánh của nó vẫn là thanh tịnh đó chứ. Rồi nó thanh tịnh rồi á thì cái sự mà sanh diệt, diệt sanh của nó là một cái chân lý tất yếu tất nhiên. Sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh. Cho nên cái tánh của vạn pháp là nó thanh tịnh bản nhiên. Cái tánh đó đó là cái tánh thường trụ đó, Pháp thường trụ là vậy đó. Rồi Phật tánh và Pháp tánh, hai cái đó cộng lại ta gọi là tăng tánh. Tăng tánh tức là cộng Phật tánh và Pháp tánh. Cái tánh thanh tịnh bản nguyên của con người cùng với cái tánh thanh tịnh của sự Phật, hai cái đó là một thứ, dung nạp được, hòa hợp được. Hai cái tánh đó thấy, nhận thức được, thấy rõ cái tánh thanh tịnh của con người cũng như cái tánh thanh tịnh của hiện tượng sự Phật, hai cái đó cộng lại hòa hợp, tức gọi là hòa hợp, chứ tăng là hòa hợp, tức là hòa hợp là cộng lại, nó thành ra là tăng thường trụ. Người tu hành phải thấy cho được cái đó, phải thấy cho được cái chất liệu của Phật tánh là thanh tịnh, phải thấy cho được cái tánh của Pháp tánh là thanh tịnh, và thấy được hai tánh đó không sai, đó là gọi là tánh tăng. Hiểu được như vậy thì gọi là hiểu Phật thường trụ, hiểu về Pháp thường trụ, hiểu về tăng thường trụ. Do vậy mà trong cái quy y, quy y Tam Bảo thì gọi là quy y nhất thể Tam Bảo là cái này. Còn mình quy y mà ở thế gian, tôi gọi là quy y thế gian trụ trì Tam Bảo đó, cái đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Sơ cơ thì phải làm cái đó, phải làm cái lễ quy y đó, sơ cơ thì không có lỗi lầm gì. Nhưng mà đừng có dẫm chân một chỗ ở đó thì nó sẽ không có, nó cái lợi nó rất là nhỏ. Mình quy thế gian trụ trì Tam Bảo tức là mình nhìn ông Phật ở trên bàn ấy chứ gì, Phật gỗ, Phật đồng, Phật xi măng, gọi là Phật Bảo mình quy. Thông thường là vậy thôi chứ đâu có ai hiểu gì khác. Người ta tới chùa ta làm lễ quy là quy là Phật đồng, Phật gỗ, Phật xi măng. Có khi quy tại nhà, làm lễ tại nhà là Phật thêu, Phật vẽ. Còn Pháp là gì? Là Pháp là ta chỉ mấy cái bộ kinh, ta quy Phật xong rồi phải tụng kinh Pháp, đó là Pháp Phật. Vô thượng thẩm tâm vi diệu Pháp, vi diệu Pháp là Pháp Phật đó, phải tụng. Còn tăng là quý thầy, phải nghe theo quý thầy, nương tựa quý thầy để quý thầy hướng dẫn cho. Thì cái đó tôi gọi là quy y thế gian trú trì Tam Bảo. Cái điều đó là cái sơ cơ, cái nền tảng để mình đi vào đạo Phật thì tốt thôi, không có sao hết. Phải nói rằng tốt chứ không có sao hết, quý tốt. Nhưng mà nếu mà ngang đó đó thì mình không có tiến lên nữa được. Tiến lên nữa là đây nè, Phật thường trụ, Pháp thường trụ, tăng thường trụ, thì gọi là quy y nhất thể Tam Bảo. Tam Bảo mà một mà ba, ba mà một là ở cái tính ở trong ta. Quy giác, nói theo lục tự huệ năng là quy giác, tức là mình quay về, mình nương tựa với cái giác tánh của mình.
Quy giác gọi là quy Phật đó nha. Quy pháp gọi là quy chánh. Chánh tức là phải học cái đức chánh của vạn pháp. Thí dụ như mình nói là cây cần sa, cây ma túy là cái cây mà gây đau khổ cho nhân loại đó, là mình không có quy chánh này. Mình không biết được cái tính thanh tịnh của nó. Mình vu oan giáo họa cho nó chỉ vì là cái sự sai lầm của con người, chứ không phải là cây anh túc, cây cần sa, cây mã tiền. Cái trái của nó nếu mà đâm mà uống nhiều là chết. Mà còn nhiều cây nó ăn lá cũng chết, uống nước, uống rễ, ăn trái cũng có thể chết. Nhưng mà loài người ăn chết, nhưng mà cái loài chim, loài sâu, loài dưỡng khí gì đó, nó ăn lại là đồ ăn ngon của nó, cũng không sao. Vì vậy cho nên là cái tính của vạn pháp, sự thật là không có cái nào, không có cái tính nào là cái tính, cái tính không chánh hết. Tự nó có cái tính chánh của nó, tức là cái tính thanh tịnh bản nhiên của nó. Mình phải hiểu, phải tư duy, phải quán chiếu, phải thấy được cái tính thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Do vậy cho nên là mình phải đầu tư cái trí tuệ. Mình thấy có những cái con thú rừng nó có những chất độc độc ghê gớm, nhưng mà những con thú khác nó bắt cả cái con thú rừng kia, nó ăn tươi nuốt trọng mà nuốt luôn cả thịt, cả xương, cả cái chất độc mà không hề có độc. Có những cái con bù kẹp, những con rắn nó độc vô cùng mà nó cắn những cái loại con khác thì con khác không hề bị độc. Có loại bị độc mà có loại không hề bị độc. Là vì sao vậy? Là vì thật sự là cái tánh của mỗi một thứ nó có cái tánh, nó có cái tánh của nó. Còn độc hay không độc là tùy theo cái môi trường, cái hoàn cảnh sử dụng. Sử dụng kiểu nào đó nó thành độc, và sử dụng kiểu nào đó nó thành không độc. Do vậy mà lục tổ Huệ Năng nói là quy Phật đó, tức là quy giác đó, quy với cái tánh giác của mình, quy với cái tánh chánh. Chánh đây là cái niệm mà ở nội tâm mình đừng có hiểu sai về, mình đánh giá lệch về sự vật hiện tượng, cái nào quý, cái nào không quý. Tôi nói ví dụ mình đánh giá kim cương là quý là mình mất đi cái tánh chánh rồi đó. Sự thật kim cương không có quý, mà tại vì những cái nhà quý tộc ta ham đẹp, ta tiền nhiều, mà kim cương thì cái chất khó kiếm, cho nên là người ta mua cái hộp mà bằng trên ngón tay vậy là không dễ gì mua, chỉ có nữ hoàng anh là có thôi. Do vậy cho nên cái hộp đó nó bao nhiêu ngàn triệu bản anh hả, bao nhiêu triệu, bao nhiêu trăm triệu, là tại vì quý tộc ta mua vậy. Chứ còn nếu mà đem cho những cái đồng bào mà là ở trên núi, ở trên rừng, họ lấy cái đó làm gì? Do vậy mà mình đánh giá kim cương mà quý như vậy là mình mất đi cái tánh chánh rồi. Ngược lại mình đánh giá cái mã tiền là cái cây độc, cũng mất đi cái tánh chánh của sự vật hiện tượng rồi. Mình đánh giá cây cần sa, cây ma túy là độc, không phải. Như vậy là mình mất đi cái tánh chánh rồi. Mà quy chánh, quy pháp tức là quy chánh, chánh là phải thấy được cái tánh chánh thanh tịnh bản nhiên của sự vật hiện tượng. Cái nào đúng theo cái đấy, không gán ghép cho nó. Mình gán ghép cho vàng là quý là sai, gán ghép cho kim cương là quý là sai. Đây là học kinh Niết Bàn à, chứ còn đừng có nói thế gian à. Thế gian nói có vàng là quý, kim cương là quý, rồi mấy người đã giàu cái đó là mình nói sao tục đế rồi, mình không nói ở đây được nha, chưa tục đế không đem đúc ở đây được. Ở đây là ta, cái trọng tâm của ta là giải thoát và giác ngộ, chứ cái trọng tâm ở đây nó không phải là vàng, không phải kim cương, không phải đô la à. Cho nên là mình đem mình nói là kim cương là vàng, đô la nhiều, mình nói gì không trúng. Đây là nói giải thoát giác ngộ. Mình nhìn bằng con mắt giải thoát giác ngộ á, thì kim cương và vàng có khi nó lại là nguyên nhân của đau khổ. Nếu chưa có trí tuệ, người không có trí tuệ, nó trở thành nguyên nhân sâu xé và diệt và tiêu diệt lẫn nhau. Thành ra là cái người mà quy nhất thể tâm ở, ta là quy tánh, tức là ta thấy được cái tánh thanh tịnh của vạn pháp. À, tức là ở trong con người thôi nha, có Phật tánh, có Phật rồi nha,
rồi quy pháp rồi nha. Rồi quy tánh là gì? Là nhận thức được hai cái tánh đó. Tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình, tánh thanh tịnh bản nhiên của vô tình, cộng lại mình thấy rõ là cái tánh chất nghĩa là vạn pháp đều là thanh tịnh. Mà còn không thanh tịnh mà nó trở thành nguyên nhân đau khổ là do con người mình bị bất giác, bị vô minh mà sanh ra đó thôi. Cho nên cái người quy y như vậy tôi gọi là quy y nhất thể tam bảo. Thấy được cái tánh chất Phật là thường trụ, pháp là thường trụ, tăng là thường trụ, mà ở trong một con người của ta. Đọc vậy đó, tôi gọi là quy y nhất thể tam bảo. Trong một bảo có đủ ba bảo. Trong một con người của ta có Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo ở trong con người của ta. Lẽ tất nhiên là ban đầu ta phải đi quy y với tam bảo ở bên ngoài, tức là thế gian trụ trì tam bảo, tức là chúng ta phải đến chùa. Đến chùa nhờ vậy mà mấy thầy, mấy sư bà, sư cô, người ta mới truyền đạt cái chánh pháp cho mình, rồi mình mới biết được cái nhất thể tam bảo mà mình quay về. Cho nên là bài học là Phật Thích Ca không phải chấp như là ở rừng Ta La Sâm Thọ, như mọi người vẫn thường nghĩ đó là cái khóa thứ tư. Phải hiểu Phật Thích Ca không chắc, mà muốn không chắc là phải nhớ câu tỳ gia thành lý bất tạng, sanh và Ta La Thọ gia bất tạng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm. Còn mà người ta thấy Phật Thích Ca có chết đàng hoàng, có sanh, có chết đàng hoàng ở rừng Ta La đó, đó là nhãn trung kháng kiến trùng thêm. Trùng kháng kiến có nghĩa là con mắt mình mở vậy đó mà bụi đó nó rớt đầy vậy tổng rồi đó. Do vậy mà mình thấy Phật là có sanh rồi có diệt rồi có nhập niết bàn tại rừng Ta La Sông Thọ. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi, ngồi ở đây khen tiếng quá. Mà nếu mà vài tuần nữa mà điều chỉnh mà nó không hết rồi là mình phải nghỉ ít lâu coi sao đó nha. Không có bảo đảm à. Chứ giảng trên này cũng ớn quá. Ớn thì sợ nghe ông nổi rồi về nói cái ông này ông khùng, ông già rồi ông lẫn, ông lũ ông lẫn là khùng. Nói gì trên trời dưới đất khó chịu quá. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, pháp môn vô lượng đề nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện. Thank you.